hôm nay mình dẫn các bạn đến tham quan một địa điểm du lịch rất là nổi tiếng ở Singapore, đó là Sentosa. Thì trong đây có khu vực này rất là rộng lớn, có những địa điểm chơi nho nhỏ, ví dụ như là mình có thể xem cá với đại dương nè, rồi đi bộ qua những cái gian hàng đồ chơi, gian hàng lưu niệm, mình có thể mua hoặc là chụp ảnh check in gia đình. Nhưng mà cái lựa chọn địa điểm để dẫn các bạn đi ngày hôm nay thì mình sẽ lựa chọn là Universal Studio. Thì trong này á sẽ có rất là nhiều trò chơi, mình sẽ dẫn các bạn đó tham quan và mình trải nghiệm xem những trò chơi trong đó như thế nào. Thì bây giờ trước mắt mình đi mua vé trước xem mọi người nha, xem là vé là bao nhiêu tiền ha. Đi thôi. Để cho mình chụp hình á, nhìn cứ như là thế giới thần tiên á. Đó. Là ví dụ như người ta thấy mình là chụp hình đâu là người ta sẽ tạo cái hiệu ứng cho mình luôn, an tâm ha, miễn phí. Đó, thấy không? Đó, chú nó thấy mình cầm mấy chụp hình chú nó càng xịt nhiều hơn nữa. Cái vé của mình là 79 đô. Cái vé một ngày cho người lớn. Ngoài ra còn giá vé ví dụ như bạn giá vé ưu tiên á, ví dụ như bạn vô bạn chơi không phải đứng đợi thì là giá vé 120 hoặc 6. Đó, theo chân bé heo đi ra nha. Từng đi Bà Nà Hill rồi á thì sẽ thấy ở đây cái khung cảnh nó cũng hao hao giống như vậy nha mấy bạn. Mà tại vì Bà Nà Hill của tụi mình á thì cũng vừa mới xây dựng thời gian gần đây thôi nên vẫn chưa có hoàn thiện hết. Còn ở đây thì Universal này thì đã có khoảng thời gian khá lâu rồi nên hầu như tất cả các công trình kiến trúc ở đây đã hoàn thiện, hoàn thành và đi vào hoạt động hết rồi tất nhiên nha mấy bạn. Vào tháng 3 vừa rồi khi mà mình đi Bà Nà Hill á thì cũng là rất là nhiều cái công trình kiến trúc họ đang trong giai đoạn xây dựng á nên nói chung là vẫn còn để ngổn ngang nhiều á, chưa có hoàn thiện lắm. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ hoàn thiện rồi thì cũng sẽ giống như một cái Universal ở Singapore này. Lúc này có một chú lại đưa cho mình cái bản đồ, người ta hỏi mình tới đây bao nhiêu lần rồi thì mình nói là mình tới được một lần lần trước rồi, bây giờ là lần thứ hai. Thì người ta nói cũng biết nhưng mà người ta vẫn đưa cho mình tấm bản đồ. Thì đây là sẽ giới thiệu những cái nơi quan trọng là mình cần tới mình chơi nè. Đó thì lát mình sẽ đi hết những cái nơi này, cố gắng đi hết. Nếu mà trong kịp trong hôm nay thì mình sẽ cố gắng đi hết để review cho các bạn thấy ha. Thank you.
vào chơi trò chơi Madagascar. Wow. Đông chim cũng đông. Bây giờ mình xếp hàng để đi vô chơi nha mấy bạn. Tính quay cho mấy bạn coi trong có những gì mà mình thấy cái quy định là nó không cho mình sử dụng camera. And living on river. Come with me.
được đến. Thank you.